Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2019 và bây giờ cũng là 11 rưỡi cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Đây, và sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm Samsung J7 Pro. J7 Pro thì bên mình là về được 4 tiếp 4 cây nhé. Và sản phẩm J7 Pro thì bên mình đặt hai tiêu chí, một là máy nguyên zin sửa chữa và thứ hai là hình thức đẹp từ 97 đến 99% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình. Số điện thoại liên hệ bên mình thì có hai số, một là 0966221789. Số này thì mình sẽ Zalo luôn các bạn nhé. Và số hai là 0833221789. Và bên mình thì sẽ có hai số điện thoại này, các bạn liên hệ số 1 không được, các bạn gọi là số 2 giúp mình nhé. Hoặc là các bạn để biết giá chi tiết và sản phẩm Samsung J7 Pro thì mình đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng. Để biết giá chi tiết thì các bạn có thể liên hệ cho mình là một qua Zalo. Ví dụ Zalo thì mình không trả lời thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Nói chung là một cuộc điện thoại thì các bạn muốn mua hàng cuộc điện thoại không đáng bao nhiêu tiền các bạn nhé. Thế các bạn mình kể cả mình gọi cho mình ưng, mình báo giá ví dụ mà 2 triệu chẳng hạn. Các bạn ưng, các bạn có thể đặt hàng. Nói chung là cái đấy về giá cả thì mình không ép nhé. Này, các bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro, bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Và cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Sản phẩm Samsung J7 Pro khá thành công của Samsung nhé. Máy thức rất đẹp, máy màu đen, màu gold rất là ok nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A6 2018. Hôm nay thì mình lại về được chiếc A6 2018 đấy nhá. Con này sẽ có là một cái ốp mà rất là xì tin nhá, ốp giả da rất đẹp nhá. Máy hình thức nó rất đẹp ạ. Con này phải đẹp đến 97% luôn đấy. Nói chung là các cái dòng này gần như là mới. Và con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2.400.000 các bạn nhá. Con sản phẩm A6 2018 này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2.400.000. Nói chung là con này thì được trang bị là cái màn hình rất là đẹp. Nói chung màn hình Samsung đẹp lắm. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A6 này các bạn nhanh đặt hàng là mình sớm nhất nhé. Thường thường thì mình sẽ chốt đơn vào buổi sáng, thì mình sẽ phát buổi tối, mình chốt đơn buổi sáng và trưa mình ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chốt đơn vào buổi chiều ấy, buổi chiều thì mình sẽ phải buổi chiều buổi tối thì hôm sau mình ship được cho các bạn nhé. Và thì ở clip này mình cũng nhắc lại luôn, tại vì các bạn nào mà đã đặt hàng nào bên mình rồi mà mình chưa thấy mình ship hàng ấy, mong các bạn gọi lại giúp mình nhé, tại vì tính mình cũng hay bị quên, mong là các bạn thông cảm nhé. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng rồi bên mình rồi thì các bạn có thể là chuyển khoản trước cũng được. Và thứ hai là bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy thì các bạn có thể chọn hình thức nhận hàng và thanh toán. Nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhé. Đấy là các bạn, mình có hai hình thức đấy, tại vì cái này thì mình cũng không ép các bạn. Còn hình thức nhận hàng thanh toán các bạn phải cọc phí ship cho mình nhé. 50.000 và 100.000 tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Nên tại vì bên mình thì cũng rất là thoải mái nhé, tại vì mình các bạn lựa chọn được mức giá mà, nên các bạn cứ yên tâm ạ. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A6 cộng. Hôm nay thì mình có A6 nhỏ và A6 cộng. Đây con A6 cộng, A6 Plus hoặc là A6 Plus. Hình thức con này cũng phải đẹp 97% các bạn nhé. Máy màu cũng màu xanh rất đẹp nhé. Con này thì mình chưa rõ là RAM bao nhiêu GB. Đây mình sẽ xem bộ nhớ xem nào. Con này RAM 4GB nhé, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Và sản phẩm A6 cộng này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3.200.000 các bạn nhé. Nói chung là có sản phẩm mình báo giá, có sản phẩm mình không báo giá. Các bạn biết tại sao? Tại vì làm ăn thì mình cũng tránh cái việc mà cạnh tranh về giá cả. Nói chung là tất cả các bạn thấy thôi, các bạn làm ăn hay là cuộc sống thì mình tránh va chạm được gì thì gắng tốt cái đấy. Kể cả mình đây, cửa làm ở cửa hàng đây, ví dụ cũng dính nhiều các vị khách mà cũng oái oăm lắm. Nói chung là cũng khó tính lắm, nói chung là khó tính. Đâm là mình nhiều khi mình cũng làm, mình làm ăn thì mình cũng phải tránh, mình phải nhịn đi một chút, kể cả không phải làm ăn, kể cả ra ngoài cửa hàng hay là mình đi đâu đó. Nhưng mình cũng tỏ ra là mình phải, nói chung là mình phải 10 điều nhịn một chút các bạn nhé. Nói chung là làm ăn thì trong làm ăn thì cũng thấy là cuộc sống cũng thế thôi, các bạn tránh được cái gì thì các bạn cứ tránh thôi. Kể cả làm ăn thì ví dụ như các sản phẩm này thì rất nhiều bên bán, có khi người bán 2 triệu cũng có, 3 triệu cũng có, 4 triệu cũng có đấy.
Và những con này thì mình thâu với khách mình những giá là hời này thì mình sẽ gì nhỉ? Mình sẽ báo giá luôn cho các bạn ưng thì bạn lấy. Đấy. Còn những sản phẩm mà mình đi nhập nguyên chiếc như này về thì những cái giá mà mình còn bán ra mình còn bảo hành này, nói chung là rất nhiều cái chi phí. Đâm mình bán ra thì mình phải rất cẩn thận về giá nhé. Còn những sản phẩm này thì mình thâu được với những giá hơi thì mình sẽ bán những các bạn giá hơi, các bạn ưng túi tiền thì các bạn có thể là mua. Chứ nói chung là giá cả thì mình cũng không ép. Nói chung là thị trường bây giờ các bạn, ví dụ các bạn về giá cả thì các bạn ở trên thị trường nó cũng có hết rồi. Nói chung là cũng có hết rồi, đâm là các bạn có thể là tham khảo nhiều chỗ đâu phải cũng phải chỗ mình đâu. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm A5 2017. Con này A5 2017, con này là trang bị cổng là tai xi. Hình thức còn máy đẹp. Cũng phải tầm 95% các bạn nhé. Đây. Và sản phẩm con A5 2017 này, con này là bản 2 sim các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 máy màu hồng này, các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất. Ví dụ nhà các bạn mà có, ví dụ mà bà xã hay là ông xã, các bạn thể là mua tặng sản phẩm A5 2017 này. Nói chung là màu rất là đẹp, và ví dụ các bạn có người yêu sản phẩm Samsung này cũng rất là tuyệt vời nhé. Rất là đẹp, ok nhé. Nói chung là hôm nay nhà mình chủ yếu là Samsung. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm Samsung Z7 Bright. Con này là Samsung Z7 Bright nhé. Này, Z7 Bright. Thì con này thì là bản bản hàng xách tay nhé. Con này là bản hàng xách tay, con này là bản một sim các bạn nhé. Con này là bản hàng xách tay, con này là bản một sim các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung Z7 Bright này thì bên mình đang thanh lý với giá là con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Bright này các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Đấy. Nói chung là bản Hàn thì nó sẽ có chữ LTE này. Nói chung là máy của Hàn Quốc ok lắm. Rất là tuyệt vời, dùng rất là tuyệt vời các bạn nhé. Dùng rất là ok nhé. Hình thức còn khoảng độ 95% các bạn nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Bright thì các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình. Mình sẽ đặt tạm gọn đây. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung con này là con Samsung A7 2016. Thì con máy này thì hình thức là con này cũng là bản Hàn một sim các bạn nhé. Con này là banh LTE, con này bản Hàn. Cũng con này là cũng bản Hàn một sim các bạn nhé. Con này hình thức là máy zin nguyên bản này. Đây, các bạn nhìn cạnh máy màu hồng nhé. Đấy, nắp lửng zin đen nguyên bản này. Con này thì bị màn hình là chỉ bị xước một tí đấy các bạn nhé. Nói chung là màn hình là chỉ bị, đây là các bạn nhìn đầy kỹ xước một hình tí đấy thôi. Nhưng mà xước thì mình dán cương lực vào là hết nhé. Con này chỉ bị xước một tí màn hình đây các bạn nhé. Con này thì xước thì mình sẽ chỉ dán cương lực vào cái là hết nhé. Và sản phẩm A7 2016 này thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.100.000 các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.100.000 nhé. Nói chung được về cái, nói chung máy Hàn nhiều khi cũng đẹp đó các bạn. Con này thì chỉ một vết xước nhẹ ở đây thì mình dán cương lực vào cái hết nhé. Đấy. Nói chung là Samsung thì rất là tuyệt vời, ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2016 này các bạn nhanh tay đặt hàng thì mình là sớm nhất nhé. Nhà mình thì hôm nay về chủ yếu là Samsung thì mình sẽ xem là cái bộ nhiều thiết bị con này thì ok các bạn nhé. Con này là RAM 3GB các bạn nhé. Con này RAM 3GB, bộ nhớ của nó là 16GB. RAM 3GB, bộ nhớ 16GB nhé. Con này sẽ là bản một SIM và cộng thêm là thẻ nhớ các bạn nhé. Đây, một SIM này và một bên này là thẻ nhớ các bạn nhé. Máy thức rất là đẹp, bản Hàn rất là đẹp các bạn. Máy Hàn nói chung ok lắm các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A5 2016. Con này là sản phẩm Samsung A5 2016. Hình thức con này là đẹp khoảng độ, con này thì là đẹp độ 90%. Và sản phẩm Samsung A5 2016 cần lực con mình bóc ra, vừa bóc ra mình chưa vệ sinh. A5 2016 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2016 này, các bạn nhanh đặt hàng là mình sớm nhất nhé. Con này là bản 2 SIM nhé. Con A5 2016 này con bản của Việt Nam nhé, con này là bản 2 SIM các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2016 các bạn nhanh đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Đây, hôm nay mình về tiếp con này ạ. Samsung thì hôm nay mình về rất là nhiều các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J7 cộng. J7 cộng thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Con này thì hôm nay mình vừa thâu lại của khách này. Và tình trạng con này là đẹp khoảng độ 90% nhé. Vỏ thì cũng phải phải một chút. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.500.000 các bạn nhé. Con này là Samsung J7 cộng nhé. Và cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Con này là bản công ty mà chạy 2 SIM nhé. Con này là bản 2 SIM các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 cộng này các bạn nhanh đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này là bản công ty 2 SIM các bạn nhé. Nhà mình hôm nay thì về rất nhiều là Samsung các bạn nhé. Nói chung là tiếp tục là... Thôi, chủ đề Samsung thì hôm nay mình tạm thời gác sang bên. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony L1. Con này là Sony L1. Con này là bản 2 SIM các bạn nhé. Sony L1. Con này là bản 2 SIM nhé. Con này là máy màu hồng hồng nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là... Con này bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Mặt kính đã được dán cương lực rồi nhé các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony L1 thì các bạn nhanh đặt hàng là mình sớm nhất nhé. Con này thì bản công ty Việt Nam mà được 2 SIM nhé. Con này bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng các bạn. Bạn nào thích sản phẩm Sony L1 thì các bạn nhanh đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Sony Xperia thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng. Đây. Và máy hình thức là đẹp mà 99% nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì bạn nhanh đặt hàng là mình sớm nhất nhé. Con này thì máy màu khôn nhé, được trang bị màn hình rất nhỏ gọn, rất là chắc chắn. Nói chung là kinh nó cực kỳ chắc các bạn ạ. Bạn nào thích sản phẩm Sony này các bạn nhanh đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Rất là ok ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 4S. iPhone 4S thì nhà mình còn một con màu trắng đấy các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S này các bạn nhanh đặt hàng mình là sớm nhất. Con này thì là con này thì bên mình đang bán với giá là 600.000, nhà mình còn sót một chiếc cuối cùng nhé, 4S nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S thì các bạn nhanh đặt hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường. Con này là bản 16GB các bạn nhé. Hình thức là máy khoảng độ 97%. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường thì các bạn nhanh đây là mình sớm nhất. Con nhà mình còn duy nhất một con màu trắng các bạn nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 1.100.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường, một máy nhỏ gọn rất là ok nhé. Thì các bạn nhanh đặt hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Oppo F1S. F1S thì con này hình thức là đẹp khoảng độ 95%. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F1S này các bạn nhanh hàng mình sớm nhất. Con này cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Đây nhà mình hôm nay về được một chiếc này nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F1S thì các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Và bên mình thì có ship 3 miền nên là các bạn ở xa yên tâm, và bên mình thì lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng nên là các bạn yên tâm ạ. Tất cả địa chỉ, thông tin địa chỉ cửa hàng như mình ấy thì các bạn có thể là xem phần mô tả của video nhé. Dù các bạn nào mà máy có lỗi bảo hành thì các bạn có thể là gửi theo địa chỉ qua ở bên dưới địa chỉ bên dưới ở phần mô tả video các bạn bên dưới nhé, thì mình sẽ để phần mô tả video các bạn, nên là các bạn cứ yên tâm về chế độ bảo hành bên mình, yên tâm phải lo ạ. Và sản phẩm tiếp theo mình buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S Plus. 6S Plus con này là bản 16GB nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Hình thức còn khoảng độ 95% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S Plus thì các bạn nhanh đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 4 triệu đồng, con này là bản 16GB các bạn nhé. Hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách nhé. Rất là ok. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S Plus bản 16GB các bạn nhanh tay làm mình được sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là sản phẩm Mi 6A. Mi 6A thì con này hình thức máy màu đen nhé. Hôm nay mình vừa mới thâu lại được lách con này xong.
Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Mi 6A màu đen này, các bạn nên nhận hàng của mình sớm nhất nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ ấy, mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Thì các bạn thích sản phẩm nào thì các bạn có thể là đăng ký mua vào sáng ngày mai. Và các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân. Biết đâu mọi người thân lại thích điện thoại nào bên mình thì các bạn có thể là ủng hộ mình. Và thì bây giờ thì cũng muộn rồi. Và xin chúc tất cả các bạn là đang xem video của mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc các bạn nhé. Và xin chào tất cả các bạn nhé.